Sáng ngày 4 tháng 6, thành phố đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án khu số 3, số 4 phía Bắc thuộc khu đô thị phía Tây Nam thành phố Bắc Giang. Chỉ đạo buổi cưỡng chế có các đồng chí: đồng chí Đặng Đình Hoan, tỉnh ủy viên, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đồng chí Đào Công Hùng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tham gia lực lượng cưỡng chế còn có đại diện các phòng ngành, cơ quan đơn vị của thành phố và phường Mỹ Độ. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, vì vậy đến thời điểm tổ chức cưỡng chế đã có 6 hộ gia đình chấp thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Còn lại 2 hộ gia đình gồm hộ ông Nguyễn Sĩ Thảo có thửa đất số 202 tại tờ bản đồ số 13 với tổng diện tích cưỡng chế 730,8 m² và hộ ông Ngô Văn Thế có thửa đất số 60 tờ bản đồ số 13 với tổng diện tích đất phải thu hồi là 407,9 m². Các hộ gia đình này chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do không nhất trí đơn giá, mức bồi thường về đất và đề nghị doanh nghiệp thực hiện dự án phải thỏa thuận lại với các hộ gia đình. Được biết trước đó, mặc dù hộ gia đình đã được các cấp có thẩm quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và tổ dân phố số 4 phường Mỹ Độ tích cực tuyên truyền vận động, đồng thời giải đáp các ý kiến vướng mắc, nhưng hai hộ gia đình này vẫn không nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, giải tỏa tài sản trên đất đối với hai hộ gia đình cá nhân trên. Để tiến hành tổ chức buổi cưỡng chế, Ủy ban nhân dân thành phố đã thực hiện các trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình đảm bảo theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định về luật thu hồi đất. Sau một buổi sáng, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc cưỡng chế và bàn giao mặt bằng cho đơn vị chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Lam Sơn để tiếp tục thực hiện dự án.